À, sau khi được chữa khỏi COVID-19 thì bà Alicia Jenkins 42 tuổi người Mỹ đã không ngần ngại gật đầu khi được hỏi xin mẫu máu để có thể giúp các nhà khoa học phát triển xét nghiệm kháng thể. Tuy nhiên thì sự nhiệt tình này đã nhanh chóng bị dập tắt khi mà chủ nhân của nó đã phát hiện ra rằng mẫu máu của mình thì đã trở thành một món hàng trên thị trường, thậm chí là có giá cắt cổ. Đây cũng chính là nội dung chính của mục điểm báo COVID-19 chuyện chưa kể hôm nay của chúng tôi. Có hay không việc trục lợi trên mẫu máu trong mùa dịch COVID-19? Theo những tài liệu email và đơn giá do tờ Thời báo New York điều tra, thì Canter Bioconnect có trụ sở tại California, Mỹ là một trong số những công ty đang chào bán các mẫu máu có kháng thể chống SARS-CoV-2 cho các phòng xét nghiệm và nhà sản xuất xét nghiệm với mức giá không tưởng. Các mẫu máu càng có nhiều kháng thể thì giá lại càng cao. 350 đô la Mỹ tương đương 8,2 triệu đồng cho một mẫu máu của bệnh nhân COVID-19 đã khỏi là mức giá được Canter connect chào bán cho các phòng thí nghiệm và nhà sản xuất thiết bị xét nghiệm. Tuy nhiên, hãy quên con số này đi vì giá cả leo thang từng ngày. Từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 22 tháng 4, giá của 1 ml máu chưa đầy 1 phần tư thìa trà đã tăng hơn 40% lên mức 500 đô la Mỹ. Và đó mới chỉ là mức giá rẻ nhất. Còn đối với những mẫu máu hiếm, giá có thể lên tới 40.000 đô la Mỹ một mẫu, tức gần 940 triệu đồng. trước tình hình một số công ty thu thập mẫu máu hiến tặng sau đó lại đem bán với giá trên trời thì các chuyên gia y tế đã lên tiếng chỉ trích rằng đây là hành vi trục lội thời kỳ dịch bệnh vì đã kiếm lời giám đốc công ty sản xuất xét nghiệm mologic tại anh thì đã phải thốt lên rằng đó là những đồng tiền kiếm được trên nỗi chịu đựng của người khác vậy tại sao thì những mẫu máu này lại bị thổi giá cao đến như vậy theo lý giải được tờ Thời báo New York, thì nguyên nhân là do thiếu các mẫu máu có chứa kháng thể chống virus SARS-CoV-2. Trong bối cảnh là các nhà khoa học trên thế giới đang chạy đua để phát triển và sản xuất hàng loạt thiết bị xét nghiệm kháng thể đáng tin cậy, được xem là yếu tố quan trọng cho việc quyết định có dỡ bỏ các biện pháp đóng cửa hay không. Cụ thể thì tại Anh, do việc chậm tiến hành xét nghiệm, nước này chỉ có thể có một lượng nhỏ các mẫu máu chứa kháng thể của những bệnh nhân đã được chữa khỏi COVID-19 thông thường thì các mẫu máu được dịch vụ y tế công của Anh NHS cung cấp cho các phòng thí nghiệm và bệnh viện với mức giá thấp. Điều này thì trái ngược với thị trường tử ở Mỹ. Tức là hệ thống y tế của Anh không được thiết kế để phân phối mẫu máu cho một mạng lưới lớn các phòng thí nghiệm và nhà sản xuất xét nghiệm, khiến cho các đơn vị đó giờ phải tự mình lo liệu. Các nhà kinh doanh thì đã lợi dụng được điều này để bán những mẫu máu hiếm uh, hiến tặng từ nước khác vào Anh và để làm được điều đó. Điều này thì là hoàn toàn hợp pháp. Bởi ở uh, quy định của anh thì chỉ cấm bên thứ ba kiếm lợi nhuận trên các mẫu máu có nguồn gốc từ NHS. Tâm lý uh, muốn sớm mở trở cửa trở lại cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng nhu cầu xét nghiệm kháng thể. Theo báo cáo của Reuters, một số công ty thì đã lợi dụng điều này để làm loạn giá các mẫu xét nghiệm chứa kháng thể vốn phục vụ cho việc nghiên cứu xét nghiệm. Như tại Mỹ thì uh, sự trì trệ của nền kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp cao và tâm lý muốn mau chóng trở lại cuộc sống bình thường đã góp phần khiến việc kinh doanh mẫu máu xét nghiệm kháng thể bùng nổ. À, Canter Bioconnect thì không phải là công ty duy nhất chào bán các mẫu máu chứa kháng thể COVID-19 với cái giá trên trời. Những cái tên khác được nhắc tới còn có thể được liệt kê là Tissue Solution của Anh hay là SV Chemical của Ấn Độ. Những công ty này phải nói rằng giá cao là do chuỗi cung ứng, bao gồm là tìm người hiến, xét nghiệm mẫu, các chi phí đảm bảo an toàn và không vận chuyển. Tuy nhiên, những lời giải thích này thì không thể thuyết phục được bà Jenkin, nhân vật mà chúng tôi đã nhắc tới ban đầu sau khi à, thông tin mẫu máu của mình do công ty Center Bio Bioconex thu thập lại bán với cái mức giá là bao nhiêu, thì bà đã quyết định là không liên quan tới vụ việc này mà thay vào đó là hiến máu cho một bệnh viện phi lợi nhuận ở thành phố Seattle. Thưa quý vị, hiện chưa có xác nhận nào từ phía nhà chức trách của các nước về việc có hay không có hành vi trục lợi từ việc bán mẫu máu à, hiến tặng từ các bệnh nhân nhiễm Covid-19. Sau khi thông tin được công khai, thì nhiều người có lẽ cũng sẽ có quyết định như bà Jenkins là sẽ tìm một nơi thực sự đáng tin cậy để có thể đóng góp những giọt máu quý giá và công sức của chính mình trong cuộc chiến chống Covid-19.